Lại lại em nhá, xin kính chào bác, xin kính chào bác. Hôm nay lại tổm. Trời ơi, đi đen quá các bác ạ. Này lại ngập. Dưới này các bác này. Không. Làm lấy chân em không vơ được tay đâu, em lấy chân. Ngập như mà không được các bác ạ. Cái đầu tiên đấy là không được. Nếu mà có được cái này thì nó cũng chết các bác ạ. Mình thả là không được. Thả không được luôn thì để rồi đỡ chết. Đây nè các bác nhé. Toàn chạy suốt đêm các bác ạ. Suốt đêm mà núi nó mưa núi nó xả nước. Xả nguồn. Cho nên em vẫn chạy vòng hết bình xăng các bác ạ. Em vẫn đang vớt. Ở đây các bác. Rồi chết rồi. Các bác nhìn thấy đầy, chết. Qua có một cái sự cố nhỏ nhỏ các bác nha. Quà tài lạ, kinh hoàng luôn. Quà đúng sợ, sợ luôn. Mà hôm nay em đang đi tìm nhà, cái nhà gây ra tai nạn mà không tìm thấy. Xe em vẫn gửi ở, xe vẫn gửi ở đất Thái Nguyên các bác ạ. Mà tìm người ta không thấy, hỏi ai không, người ta bảo không biết, hay là người ta giấu không biết. Em quên một cái đâu đây, vì mưa nó bị xáo trộn, xáo trộn núi các bạn. Nước quá đầy luôn đây các bác biết, cỏ như này là nước quá đầy. Được cũng chết hết. Còn một cái nữa rồi. Thấy không? Các bác thấy, thấy đầy không? Còn một cái nữa nhưng mà theo không tìm thấy à? Không có phải cái này. Rồi em dừng máy em tìm đã nha các bác nha. Không thấy. Xử lý có ai là em vớt chặn đầu dẫn đi rồi. Nguyên đi tìm qua. Nó gặp một cái tí sự cố nên em đi tìm. Tìm người ta chơi là không. Để nó đẩy mất đây này. Nếu nó đang trên núi dồn. Ấy đầy rồi. Đang trên núi dồn xuống các bạn. Mất vết mà em không đánh dấu. Chú biết là nó em thả có 5 cái, 2 cái xịt. 2 cái đài, 2 cái xịt. 1 cái đủ 1 con. Làm đánh cào lắm ở đây. Chẳng hút ngập. Đây. Đuôi này các bạn. Đang bị mất nỗ. Nó không được nhiều luôn như thế đâu. Mình có luôn. Đuôi nó bị. Dù nó bị nỗ. Đây ống rồi. Bác nhìn thấy ống à? Xịt 2 cái. Đi qua mất rồi các bạn. Luôn rồi.
Đấy, bác nhìn thấy. Đấy, sinh nhật chết luôn đấy. Lũ vẫn hở. Đây là châu quản thì không thể biết được sao, rất khó phát hiện, chắc quên mấy một cái đâu rồi. Đây, đây là dụng cỏ. Đây, cỏ ống đây. Đây, cuối đây, cuối. Cuối quay đuôi. Nhiều mất rồi. Nhiều mất chết hết ta. Nhiều mất chết. Không ngừng nhiều luôn, ruộng cỏ lại không ngừng nhiều luôn các bạn. Ơi cái này tổn. Nguyên chi. À cứ một sống một con chết. Cứ một sống. Mưa là em chạy đêm này các bạn, em đi từ 1:30. Vẫn đang nói chuyện giỡn câu chuyện hôm qua. Em đi từ 1:30 đêm chạy ống. Như vì sao các bạn biết được sáng này. Đến sáng này em mới vẫn ở đây quay cho các bạn không. Vì hôm qua gặp một tí sự cố lúc nãy là em nói chuyện giỡn. Qua bị tai nạn. Người nhà bị tai nạn. Mưa về Hà Nội. Thì theo sẵn bộ quần áo đấy và Hà Nội luôn, trong khi đó là xe máy là một xe gửi lại, còn một xe là một xe nhà em đi về. Thì hôm nay có như quay muộn mình như này, em vớt sớm là như của cái này đài các bác nhá, đây bục bục đít như đài nhà sau ấy, cảnh như nó ra. Cho nên là hỏi thăm dân xem là xe máy là gửi về đâu. Thì chưa gửi được. Chưa hỏi thăm được. Thì đến giờ này là nó mới muộn như thế này. Mà em vẫn chưa hỏi thăm được xe máy để ở đâu. Hết rồi các bác nhé. Còn một cái nữa, giờ em tìm thì em cũng về quê rồi các bác. Chẳng các bác ở quê rồi. Mới phát ra bác nhá. Nay xịt nhiều quá là nước em phải chạy ngập ấy. Rồi em, bây giờ em mới về nhà. Qua em không không đi các bác ạ. Hôm trước em ngập trừ hết ống. Mất hết ống còn có
Vớt được có 33 gái này, còn 27 gái nữa. Hôm qua em sang em vớt lốt. Các bác chờ em chút. Khoa em đi từ 1 giờ sáng các bác ạ. Chạy ống vùng núi các bác biết đấy. Mà vẫn bị ngập chết. Sợ quá là sợ. Nên chút cho bác dễ nhìn. Một số ống là vẫn chạy được, nước nó ngập mà em nhắc thì em vẫn thấy cái lườn nó kêu các bạn, có còn nó thổi thôi rồi. Thế mà chắc nó hồi đấy, đây là món này chắc nó hồi chứ. Ôi đừng có chết rồi, ui rồi, ui phú hồn phú vía này, con lươn 50.000 hai lạng là 50.000. Máy nó hút sâu em lên được một tí rồi cho bác nó dễ nhìn thôi chứ còn lườn nó to. Em chết, em mẹ luôn hôm trước là em vớt toàn luôn to, phần luôn to, luôn bé rất ít. Em không dám quay lên cho bác xem. Mà vẫn còn 27 cái. Con luôn tím ngắt các bác ạ. Mày vẫn sống đi nó hồi mà các bác, nước mới trào qua là hồi. Em ngập nguyên chạy với đội nhảy với kia. Hôm qua em người hôm nay quá mệt. Suốt từ hôm qua đến giờ là quá mệt luôn. Hôm qua đầu video em kể cho các bác ấy, nó sẽ có ảnh như ở bên trên. Vừa ô tô đi, vừa ô tô vừa xe máy nào. Quá mệt luôn hôm qua. Ôi ra rồi. Ôi chết. Chết để nhạch hẳn ông ấy luôn. Rồi, cứ ra đi. Khỏe quá, đoạn đấy tao đọc cho một phát. Mệt không thể bắt nổi. Đầu cứng hết mông với lại bắp chân ra ba, em xa quá chạy xa chết hài ấu. Thôi chút thế nào mà lăn lăn tận ra cổng đi. Ui. Ao. Đúng không? À, rồi. Bảo cái đấy sớm phải đánh cào thế. Hôm qua biết ý là đánh cào rồi. Riêng những cái nào ao không là tủm. Hôm qua xác định đấy, kể cả sóng. Sóng thì tủm. Vì nó nước nó dồn. Mình chạy nhanh. Không chạy nhanh qua chết hết. 1 giờ sáng đi thì chết ống thì chết. Ống chết các bạn. 1 giờ sáng thì đến hơn 2 giờ là lên đến nơi, 2 rưỡi thì lên nơi. Em nóng hết tốc độ luôn đấy. Xe em chạy 3 đèn. Em vừa thay 2 quả chợ sáng. 2 quả trước này em thay rồi. 2 quả chợ sáng thay mất 1 triệu thôi các bạn. Em mới đóng được đường dài chứ không cái đèn zin nó chạy nào được bác. Đường mưa, mưa đêm chạy làm sao được. Mấy ngày hôm nay là nó có sự cố mưa nên là nó chết luôn nhiều. Em đi mấy ngày hôm nay không được một đồng nào luôn. Hôm xưa nó không được, hôm qua em nghỉ.
Hôm qua hôm xưa em không đánh thì hôm qua em không có lươn về. Các bác chờ em một chút nha các bác nha. Các bác chờ em một chút cho lúc cho thủng các bạn. Cho thủng luôn. Đau đầu á. Mệt. Bắp chân, đùi. Đùi này bắp chân. Ngày hôm qua dập một ngày hôm qua đi tứ xứ giang hồ. Vì nhà bị tai nạn cho nên là tai nạn đó đi đánh lươn các bác thắng bị tai nạn cho nên là phải đi. Quá vất quá. Hôm nay vất vườn tránh lũ rồi. Bác có nhìn thấy rõ không? Chết rồi, à không phục. Cho cái những cái ống hỗ trợ hôm trước ấy cho ra ngoài là nước cất. Không đánh như nó. Trừ khi ngập. Hả? À? Ai biết cái nào hỗ trợ được đi mà tìm đi. Nhiều với đàn ông xin gặp ôi sống sướng đời. Đây chạy kịp hùng. Ôi 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 ôi. Ông ấy sống à? Vớt thì nhận vào mặt ống rồi. Ôi, xử rồi. Ba đây phê không? Ba nâng cụ. Lươn lươn chạy ngập may. Ôi, xử quá. Quà vớt rồi, em vớt được 27 cái hôm qua. Mà có những ống đợt. Chắc ống rồi đó. Nhắc mình như cục gạch luôn mà không sập tí nào. Mỗi tội là hôm trước nước núi nó sù là nó bị chết. Ôi ôi phê lòi pa. Sống mà mẹ nuôi nung nuôi cụ sống mà sống ôi sống ôi mẹ sáng lúc tối em soi đèn nhìn thấy luôn trên đường trên bờ. Nước nó sổ, nó lừa nó lên các bạn. Xuống, qua xuống. Em hất lên bò của nó lại nhảy mất. Mẹ con nó trổ qua mày. Tổ như con các bạn đang nghỉ đây. Đấy. Bỏ mất, được quá. Cái này hai nữa hết nha bác nhá. Tầm chục cái xịt. Quay cho bác rồi. Đây là ngập mấy cái về sau đi tìm người gây tai nạn này thì nó mới chậm cái thời gian của em vớt thì nó mới chết thế này. Còn không là hôm qua em chạy kịp nước ấy, ngập nhưng mà chạy đúng thời điểm đấy. Hết rồi các bác ạ. Mấy cái xịt đây là T
tìm người gây tai nạn này, mới chờ sáng ra là quay cho bác. Thì mình tìm xe thì nó mới chết như này, còn không thì không chết đâu. Và bác và cô chú anh chị xem video thứ hai cho em xin một like một lượt chia sẻ nha. Không có luôn vé đâu, hơi phê đấy các bác ạ. Bác đoán thử xem video sau sẽ có cơn ở hình ảnh của cái này, bây giờ cơn thử như em để video sau nha, các bác đoán thử bao cơn.